Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 16 thường niên. Con cây trồng vào lòng thương xót Chúa, con tin tha Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 16 thường niên. Thưa anh chị em, chúng ta bước vào một tuần lễ mới và vẫn đang ở trong hai tuần tĩnh tâm, tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Mến chúc anh chị em bước vào tuần lễ mới tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong lòng thương xót Chúa bên những người thân yêu của mình trong gia đình. Trong thời gian giãn cách, không có thể đến tham dự thánh lễ, không có thể đi thăm bạn bè, không đi thăm nhau được, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp gỡ nhau trong kinh nguyện. Và giờ phút này đây, nếu tất cả mọi người đều mở mạng lên và cùng hiệp thông cầu nguyện, chia sẻ, tham dự bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể thiêng liêng, thì chắc chắn tình liên đới, tình liên kết ấy nó còn bền chặt hơn là những bữa nhậu, hơn là những bữa ăn, hơn là những bữa tiệc, hơn là những buổi đi chơi nữa, thưa anh chị em và các bạn. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện ngày thứ hai, nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời, nhất là những người đã qua đời vì nhiễm virus corona, và cầu nguyện cho những người thân của những người đã qua đời trong hoàn cảnh này không thể tổ chức lễ tang như là dự tính, như là mong ước, thì xin cho những người ra đi âm thầm lặng lẽ được khải hoàn trong nước Thiên Chúa. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 16 thường niên. Bài đọc 150 trích trong sách Xuất Hành chương 14 câu 5 đến câu 18. Xuất Hành chương 4 câu 5 đến câu 18. Bài trích sách Xuất Hành: khi ấy có tin báo cho vua Ai Cập là dân đã chạy trốn rồi. Pharaoh và bề tôi liền thay lòng đổi dạ với dân. Chúng nói: ta đã làm gì vậy? Ta đã thả cho Israel đi, thành ra bọn chúng hết làm nô lệ cho ta. Nhà vua cho thắng chiến xa và đem quân đi theo. Vua lấy 600 chiến xa tốt nhất và tất cả các chiến xa của Ai Cập, chích nào cũng có chiến binh. Đức Chúa làm cho lòng Pharaoh vua Ai Cập ra chai đá, và vua ấy đều đuổi theo con cái Israel, trong khi con cái Israel đi ra giơ tay đắc thắng. Quân Ai Cập gồm toàn thể chiến mã, chiến xa của Pharaoh, kỵ binh và quân lực của vua ấy đuổi theo và bắt kịp họ. Khi họ đóng trại bên bờ biển gần Pi-ha-khi-rốt đối diện với Ban-sơ-phôn, khi Pharaoh tới gần, con cái Israel ngước mắt lên thì thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng họ. Con cái Israel kinh hãi liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Họ nói với ông Môsê: bên Ai Cập không có đủ mồ chôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy khi đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập? Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai Cập sao? Chúng tôi đã bảo: cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai Cập, thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Ông Môsê nói với dân: đừng sợ, cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em. Những người Ai Cập anh em thấy hôm nay không bao giờ thấy anh em lại nữa. Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em chỉ có việc ngồi yên. Đức Chúa phán với Môsê: có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi.
Bây giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách, vì ta đã đánh bại Pharaoh cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn lặp lại câu đáp. Nào ta hát mừng Chúa đấng cao cả uy hùng. Tôi xin hát mừng Chúa đấng cao cả uy hùng. Kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi. Chính người cứu độ tôi, người là Chúa tôi thờ. Xin dâng lời vinh chúc, người là Chúa tổ tiên. Xin mừng câu tan tụng, người là trang chiến binh. Danh người là Đức Chúa. Sa mạ Pharao, người xô xuống lòng biên. Tương dụng với binh hùng, chết chìm trong biên sẫy. Vực thăm lấp vùi chung, chung chìm xuống nước sâu. Chẳng khác nào hòn đa. Lạy Chúa, tay hữu Ngài đa biêu dương sức mạnh. Tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cưng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 12 câu 38 đến 42. Matthew 12 38 đến 42. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe tin ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em cùng các bạn, trong tuần này chúng ta lại nghe tiếp câu chuyện của Môi-sen đưa dân ra khỏi Ai Cập vào trong hoang địa, rồi từ hoang địa đi đến đất hứa. Cuộc vượt qua biển đỏ, hình ảnh mà mỗi người chúng ta cũng sẽ phải vượt qua. Vượt qua cõi đời này, vượt qua những khó khăn thử thách, vượt qua cản trở lớn nhất làm ta không thể đến với Chúa là tội lỗi. Muốn vượt qua thì phải chấp nhận bỏ qua, bỏ đi, bỏ lại. Bỏ qua, bỏ đi, bỏ lại. Mà nhiều khi ta không muốn bỏ qua, mà cứ muốn vượt qua. Làm sao vượt? Làm ta không muốn bỏ đi, mà cứ muốn vượt qua. Làm sao vượt? Và không muốn bỏ lại, thì làm sao vượt qua được? Khi mà những người Do Thái được ông Môi-sen hướng dẫn ra khỏi đất Ai Cập, rồi họ đến cái bờ biển, thấy người Ai Cập đến sau lưng rồi, thì họ bắt đầu họ kêu trách, họ kêu ca chứ không kêu cầu. Cho nên lòng dạ con người ta thấy nó thay trắng đổi đen nhanh lắm. Lúc mà được như ý họ thì họ tung hô người lãnh đạo, tung hô người đứng đầu, phải không? Ông Môi-sen là số một, là anh hùng thế này thế khác. Khi mà ông tỏ uy quyền của Thiên Chúa ra qua việc mà những phép lạ Chúa thể hiện, thì dân ngưỡng mộ ông ấy lắm.
trời ơi, chúng tôi khổ quá, ông ơi, ông có cách nào đưa tôi ra khỏi cái đất Ai Cập này? Trời ơi, nó hành hạ tôi, nó bắt nạt tôi, nó bắt chặt tôi, nó bắt ép tôi đủ thứ hết. Ôi trời ơi, Chúa ơi, xin Chúa cứu chúng con, đưa ra con khỏi cái đất hỗn nạn khốn khổ này, để con được về quê cha đất tổ của con, chứ sống là đất lưu đày, sống nơi lưu đày này, xứ lạ quê người này, bị chèn ép đủ thứ. Họ kêu ca, kêu than, trách móc nhiều. Và người lãnh đạo thì lúc đó bị họ nói như thế nào? Anh chị em nghe thử câu này có chịu nổi không nhá? Nếu mình là Môi-se, xin lỗi, đã xâm mình đi đến gặp vua Pharaoh, thì cái người mà đầu tiên chết là chính Môi-se. Vì đang là kẻ thù của Pharaoh, Pharaoh đi tìm giết, mà Môi-se lại xâm mình đến. Thứ nhất. Thứ hai, xin mình đến không phải xin cái gì cho mình, nhưng mà xin là đưa cái dân mình, đồng bào của mình ra khỏi cái đất Ai Cập, khỏi làm nô lệ, khỏi làm tôi người Ai Cập nữa. Xin cho ai? Có xin cho ông không? Không. Nếu mà Môi-se cứ ở yên trong cung điện làm con nuôi của công chúa thì có thể sẽ làm thái tử, rồi có thể sẽ làm kế vị vua, không chừng, không chừng. Nếu mà vua không có đứa con ruột nào nối dõi tông đường, không chừng. Không thì cũng làm tới quan lớn, làm tới tướng, thái tử, rồi đủ thứ hết chứ. Nếu mà ông cứ sống cho riêng ông ấy, không nghĩ đến cái đồng bào của mình, không nghĩ đến gốc gác của mình, không nghĩ đến cái khổ của người đồng bào của mình, thì ông cứ ở trong đó, tội gì mà ông phải đi ra ngoài làm chi cho nó khổ, đúng không? Vì ông có lòng thương xót. Cho nên khi có lòng thương xót thì phải chấp nhận rằng thiệt và thân. Vì thế mà anh chị em đừng ngạc nhiên. Có những người mới đi vào lòng thương xót, đi vào con đường đó được hơn năm, mới biết đến lòng thương xót Chúa. Khi mà cha sang Úc, chúng con mới biết đến lòng thương xót Chúa là như thế nào. Dấn thân đi vào con đường lòng thương xót Chúa được hơn năm, gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bắt đầu nản chí. Biết vậy đừng đi nữa thì hơn. Đừng biết đến lòng thương xót Chúa trong bộ sướng hơn. Những người bên Mỹ hay là bên Âu Châu cũng vậy, nghe giảng về lòng thương xót Chúa, mới đầu biết đến lòng thương xót Chúa. Và khi biết đến lòng thương xót Chúa thì bắt đầu khó khăn, thử thách nó dồn dập, nó xảy đến. Vì những người, có thể chính người nhà mình không tin, bảo mình mê tín. Có thể những người nhà mình bảo mình, trời ơi, không lo cho thân mình, đi bỏ phí tiền nhưng mà làm bắt ai với lại chia sẻ, vừa va vừa vặn. Thế không ạ? Thế thì Môi-se nếu mà lo cho bản thân mình, nghĩ đến bản thân mình thì chả tội tình gì. Cũng giống như là ma quỷ nó nói với Faustina, mày lắm chuyện lắm với Faustina, mình cứ làm một nữ tu bình thường như các nữ tu khác á, chứ không ai đụng đến mày, tao sẽ không làm mày khổ, và mày sẽ được bình an thoải mái. Mình miễn là mày đừng nói gì đến lòng thương xót Chúa là được rồi. Phúc Sơn chịu không? Không chịu. Phúc Sơn phải lựa chọn. Chúa nói không thể làm tôi hai chủ được, một Thiên Chúa, một ma quỷ. Làm tôi Thiên Chúa là theo lòng thương xót Chúa thì chống lại với ma quỷ. Vì Chúa nói rằng là ma quỷ kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, nó sẽ chống lại những người mà đi theo lòng Chúa thương xót, rao giảng lòng Chúa thương xót. Cho nên nhiều anh chị em nói hiểu sao mà cha cứ phải lắm chuyện, nó không biết khổ và thân, cứ ở yên của anh giáo sứ như các cha khác thì nó khỏe. Đương nhiên nó cũng, ma quỷ nó cũng nói với tôi, mình cứ sống như một linh mục bình thường đi có sao đâu, đừng nói gì lòng thương cho Chúa là mày sẽ yên ổn như các cha khác thôi. Đó là chuyện đương nhiên thôi, mà các anh em linh mục khác hay tu sĩ khác, những người khác đều cảm nhận được cái chuyện đó. Họ cũng chia sẻ với tôi như vậy. Và Chúa nói tùy con ấy. Nếu mà con không làm, Chúa nói Faustina đó, nếu con không làm lòng thương cho Chúa, con cũng vẫn được rỗi linh hồn như thường. Nếu con sống như một nữ tu bình thường khác, vẫn được rỗi linh hồn. Nhưng mà nhiều người không biết đến lòng thương xót, nhiều người không được cứu, nhiều người không được ơn trở lại. Con nghĩ sao? Con lên thiên đàng một mình con lên không? Thế không ạ? Thưa anh chị em, Chúa mời gọi Môi-se cũng vậy.
Chúa mới gọi Moses. Moses mà con không có khả năng mà làm chuyện đó. Và nhiều lần Moses đã khước từ, cái dân này nó cứng đầu cứng cổ lắm, nay nó thế này mai nó thế khác, chịu không nổi đâu. Tôi nói làm sao mà chiều được lòng người. Lúc mà vui thì vỗ tay, lúc mà được việc cho họ, họ hoan hô. Lúc mà chiều lòng họ thì họ nâng mình lên. Nhưng mà lúc mà đi ngược lại ý họ, không vừa lòng họ, cái mà họ không thích, thì họ sẽ đạp mình xuống. Thế thôi. Cho nên Chúa mới bảo Faustina là đừng tìm nương tựa nơi người đời, đừng tìm chỗ dựa nơi những người có quyền lực, và đừng tìm an ủi nơi người thế gian. Đừng. Nay thế này mai thế khác. Chỉ tìm nương tựa nơi một mình Chúa mà thôi, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà thôi, không có tín thác vào ai hết. Rõ ràng họ nói với Môi-se rằng là bên Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc. Họ muốn ra khỏi Ai Cập vì họ nói như thế đấy. Ông làm gì chúng tôi vậy khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập? Ơ kìa, đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai Cập hay sao? Chúng tôi đã bảo là cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai Cập, thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Kinh không? Đưa họ ra vì họ nói ngược lại như vậy, cháu trở như vậy. Và Pharaoh cũng vậy, hứa là thôi, đi mau dẫn Ai Cập, đi, vì không thì mấy con trai đồ lòng chết hết, cái phép lạ cuối cùng. Thôi, xin mời, đi mau đi. Mà khi đi rồi thì lại chết rồi, bây giờ mình cho nó đi thì không còn ai làm nô lệ cho mình nữa. Lại thay lòng đổi dạ, đuổi theo, tính bắt lại. Vua cũng vậy, dân cũng vậy, những người không có Chúa là như vậy đấy. Đừng có trách họ. Cái gì có lợi cho họ thôi. Vua cũng vậy, có lợi cho vua là vua làm. Dân cũng vậy, có lợi cho dân là dân chơi, dân ủng hộ. Bề thấy không có lợi cho mình là kêu cả. Môi-se nói rằng đừng sợ, cứ đứng vững rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em. Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên, mà có chịu ngồi yên đâu. Ngồi yên là đừng có cầm ràm, đừng kêu ca, đừng trách móc. Có chịu ngồi yên đâu. Bây giờ cũng vậy, gặp lúc mà virus corona này, 2 tuần lễ này tôi bảo là tĩnh dưỡng, tĩnh tâm, nghỉ ngơi đi. Ngồi yên, mà cầu nguyện, mà nghỉ ngơi. Có ngồi yên đâu. Nhắn tin rồi kêu ca rồi, sao mày còn sống không, tao chán quá, tao buồn quá, tao khổ quá, tao thế này, tao thế này khác. Ngồi yên, anh cứ ngồi yên, Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Chỉ việc ngồi yên thôi mà cũng không chịu ngồi yên. Thế không ạ? Sướng không? Sướng không? Muốn sướng không? Muốn khổ? Con người ta nó như vậy. Và Đức Chúa bảo, có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái son cứ nhổ chạy. Ta sẽ làm cho lòng người cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bây giờ ta sẽ được vẻ vang. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa. Họ sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa. Môi-se có đủ tín thác vào Chúa hay không? Khó chứ. Người lãnh đạo, mình không tín thác đủ vào Chúa thì mình sẽ nao núng. Chúa ơi, thôi thôi, con xin thôi thôi. Nó quậy quá. Thôi, giờ Chúa làm gì làm, chọn nào lên làm. Có nhiều lúc tôi cũng vậy thôi. Chúa, và Faustina cũng vậy. Chúa ơi, Chúa chọn nữ tu khác thì chị khác đi, đừng bắt con đi làm lòng thương xót. Con vừa dốt, vừa bé, vừa nhỏ, vừa hèn, chẳng biết cái gì cả. Tôi cũng nói với Chúa, thôi Chúa ơi, mệt mỏi lắm rồi. Quá 3 bận mà tới 4 bận rồi. Chúa bảo, cứ đứng vững, ta ở cùng con. Cứ đi. Như Môi-se cũng biết gì mà đi, mà cứ đi, cứ nói. Chúa bảo Trần Đình Long, lên đường, đi, nói. Làm đi con, rồi sẽ thấy quyền năng của ta. Làm đi rồi mới thấy quyền năng của ta. Chúa nói trong tin mừng ngày hôm nay là người ta xin Chúa trong một dấu lạ. Chúa nói thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng không được dấu lạ nào cả. Ngoài dấu lạ là ngôn sứ Jonah,
ở trong bụng kỳ ngư 3 ngày 3 đêm thế nào thì con người cũng ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Chúa nói về cái chết của Chúa. Sau Chúa chết trong mồ và sau chưa đầy 3 ngày thì Chúa đã phục sinh. Đó là cái dấu lạ lớn nhất, dấu lạ cả thể mà người ta không tin vào cái điều đó. Người ta cứ đòi dấu lạ này, dấu lạ kia. Và ngày hôm nay, dấu lạ lớn nhất là Chúa thể hiện quyền năng và lòng thương xót. Mà con người ta không tin. Chúa nói con tin thế nào con được như vậy. Lòng tin thác của con càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc càng tuôn trào bấy nhiêu. Mà người ta không tin, người ta cứ đòi cái dấu lạ nào nữa. Dấu lạ lớn nhất, Chúa nói đây là dấu lạ cuối cùng, là dấu lạ của lòng thương xót Chúa. Trước khi Chúa đến lần thứ hai thì lòng thương xót của Chúa được thể hiện trước. Đây là giờ của lòng thương xót. Mà nếu không tin, nghĩa là những người đã được nghe, được nói đến, được loan báo, được loan truyền mà không tin thì sẽ bị xử hơn những người khác. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông ra Jonah rao giảng, mà đây còn hơn Jonah nữa. Đức Kitô đứng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót đến kêu gọi người ta sám hối, người ta cũng không chịu sám hối thì chết. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng thế hệ này và bà sẽ kết án họ vì sự bà đã từ tận cùng trái đất mà nghe lời khôn ngoan của vua Salôn, mà đây còn hơn Salomon nữa. Tiếng nói của lòng Chúa thương xót mà người ta không chịu nghe, không chịu nghe, không chịu nghe về lòng Chúa thương xót, không đón nhận lòng thương xót của Chúa, không tin vào lòng thương xót Chúa, không cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, không tín thác vào lòng thương xót Chúa, mặc dù đã có được đầy đủ những điều kiện rồi mà không chịu làm như thế, thì Chúa nói ngày phán xét riêng của mỗi người cũng như là ngày khánh chung, mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Tại sao con không đi loan truyền lòng thương xót của ta? Tại sao con không tín thác vào quyền năng lòng thương xót của ta? Tại sao? Tại sao con còn nghi ngờ quyền năng lòng thương xót của ta? Tại sao con còn chống đối công cuộc loan truyền lòng thương xót của ta? Con phải trả lời trước mặt Chúa. Lòng thương xót Chúa là dấu lạ vĩ đại nhất cho thế giới ngày hôm nay. Dấu lạ cuối cùng trước khi giờ công thành của Chúa mà không chịu đón nhận. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta tha thiết nài xin Chúa cho mỗi người qua biến cố virus corona này, trong thời gian tĩnh tâm tĩnh dưỡng này, xin cho con nhận ra dấu lạ lớn nhất trong cuộc đời của con là dấu lạ con được Chúa xót thương, được Chúa cứu thoát, vượt qua con người cũ, con người tội lỗi, con người bất xứng, để được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi con. Đây là dấu lạ lớn nhất trong cuộc đời con mà con phải mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho mọi người. Mời anh chị em cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an.